giữa những tán rừng hùng vĩ của Tây Bắc Đại Ngàn. Tây Bắc TV chúng tôi đã triển khai thành công vùng trồng Hà Thủ Ô đạt chuẩn với quy mô lên tới 60 hectare. Vùng trồng được chăm sóc tỉ mỉ hàng ngày nhằm mang lại chất lượng củ Hà Thủ Ô tuyệt vời nhất. Những củ Hà Thủ Ô sau khi được khai thác về sẽ được trải qua một quá trình chế biến nghiêm ngặt và kỳ công, được gọi là kiểu trưng kiểu sái. Cụ thể, củ sẽ được đem đi phân loại rồi rửa sạch bằng hệ thống phun cao áp, sau đó được thái chẻ thành những miếng đều nhau. Tiếp đến sẽ mang Hà Thủ Ô đi ngâm với nước gạo một ngày một đêm để loại bỏ đi nhựa trong củ. Sau đó Hà Thủ Ô sẽ được cho vào nồi ninh điện. Tại đây chúng tôi ninh trực tiếp những miếng Hà Thủ Ô này cùng với nước cốt đỗ đen để loại bỏ đi tạp chất và tính nóng của củ tươi. Sau khi ninh xong sẽ tiến hành cho miếng Hà Thủ Ô ra phơi tại hệ thống nhà màng để làm khô tự nhiên. Sau đó lại cho những miếng Hà Thủ Ô này vào đun ninh từ nước đỗ đen mới. Điều này lặp đi lặp lại tới 9 lần thì mới được gọi là chuẩn kiểu trưng kiểu sái. Cuối cùng cho Hà Thủ Ô vào hệ thống sấy khô. Thành quả thu được là những miếng Hà Thủ Ô tuyệt vời như thế này. Hà Thủ Ô có nhiều cách để dùng, nhưng tiện dụng hơn thì nhà Tây Bắc TV đã cho ra mắt sản phẩm viên Hà Thủ Ô mật ong vừng. Sử dụng Hà Thủ Ô chuẩn mỗi ngày, nó sẽ hỗ trợ mang lại cho bạn một giấc ngủ ngon, một làn da hồng hào, một mái tóc tươi trẻ, ít rụng, ít bạc. Và để lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà củ Hà Thủ Ô mang lại cho đời sống, nhà Tây Bắc TV đã dùng hệ thống đa kênh trên Internet với hàng triệu người theo dõi để tiếp cận được quý khách hàng, với hệ thống chăm sóc khách hàng lên tới gần 200 nhân sự cùng với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đã thực hiện sứ mệnh của mình là mang lại những sản phẩm thật và chất cho toàn thể mọi người trên mọi miền Tổ quốc trong suốt nhiều năm qua. Tây Bắc TV, trao đi giá trị thật.